chuyện dê con nhanh trí. Trong ngôi nhà kia có dê mẹ và một chú dê con. Một hôm trước khi đi ra đồng, dê mẹ dặn dê con: "Con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một chút cỏ tươi để có nhiều sữa ngọt cho con bú. Ai gọi cửa cũng đừng mở, nếu không con chó sói vào ăn thịt con đấy." Dê con vâng lời mẹ và hỏi thêm: "Thế mẹ về làm sao mà con biết để mở cửa?" Dê mẹ khen dê con thông minh và dặn con: "Lúc nào mẹ về, mẹ sẽ nói con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Thế là con ra mở cửa cho mẹ." Nhưng con chó sói hung ác nấp ở gần đó đã nghe dê mẹ dặn dê con như thế rồi. Dê mẹ vừa đi khuất, con chó sói hung ác đã chạy lại gõ cửa. "Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi." Dê con ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra. Nghe đúng là câu mẹ dặn, nó định mở cửa, nhưng nghe tiếng ồm ồm, không giống tiếng mẹ. Dê con liền nghĩ ra một cách và bảo: "Mẹ đấy ư, hôm nay sao tiếng mẹ lại ồm ồm như thế?" Con chó sói sợ bị lộ, nhưng vẫn khôn ngoan trả lời: "Mẹ đi ra đồng, cảm gió nên khản tiếng đi con." Dê con vẫn còn e ngại: "Mọi lần mẹ về, mẹ thò chân qua khe cửa cơ mà. Chân mẹ thon thon, con nhìn là biết ngay." Con chó sói lại nghĩ ra một cách để chống chế: "Mẹ dẫm phải gai, sưng vù cả chân lên, thò qua khe cửa không vừa nữa. Con mở cửa cho mẹ vào." Dê con cúi sát xuống đất, nhìn qua khe cửa. Nó thấy cái chân lem luốc, đen xì, nên nó liền bảo sói: "Thôi, anh sói ơi, chính là anh rồi. Anh có cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về, mẹ tôi húc cho anh vỡ bụng ra đấy. Chân anh đen xì như thế, ai còn lạ gì nữa?" Bị lộ rồi, con chó sói vội vàng bỏ đi. Nhưng nó vẫn nghĩ ra một kế để lừa dê con. Nó chạy ngay đến cửa hàng làm bánh. Chờ lúc người làm bánh đi vắng, nó liền thò chân vào thùng bột. Bột dính từ đầu chân đến đầu gối. Xong xuôi, nó chạy về gọi dê con: "Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi." Dê con vội chạy ra, ngó qua khe cửa. Lần này nó thấy rõ ràng là bốn chân trắng rồi. Thôi, đích thực là chân mẹ rồi. Nhưng cái mũi thính của nó lại ngửi thấy mùi gì hôi hôi hôi, chứ không phải mùi thơm của sữa mẹ. Dê con ngần ngại một lúc, khe khẽ bắc ghế trèo lên, ngách cổ nhìn qua khe tường. Nó thấy hai cái tay lem luốc, nhọn hoắt. Thôi, đúng thực là chó sói rồi. Dê con gọi chó sói và bảo: "Tay anh đen và nhọn thế, chẳng giống tay mẹ tôi tí nào cả. Anh sói hung ác ơi, anh có cút ngay, không mẹ tôi về, mẹ tôi húc cho anh vỡ bụng ra đấy. Sừng mẹ tôi nhọn lắm." Con chó sói sợ bị lộ, vội vàng bỏ chạy. Nó cố hết sức tìm cách giấu đôi tay lem luốc, nhọn hoắt mà không được. Nó chưa nghĩ ra một cách gì và cũng không dám trở lại. Đúng lúc ấy, dê mẹ đã trở về gõ cửa. "Con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi." Dê con nghe đúng là tiếng mẹ nó. Nó vẫn cúi nhìn qua khe cửa,
Đúng là chân mẹ rồi. Nó trèo lên, nhìn qua tường. Đúng là tai mẹ nó. Nó liền chạy ngay ra cửa, mở cửa cho mẹ vào, kể lại đầu đuôi câu chuyện chó sói đã lừa mình cho mẹ nghe. Dê mẹ nghe xong ôm con vào lòng và khen: con thông minh lắm, mẹ sẽ thưởng cho con. Rồi dê mẹ cho con bú một bữa sữa thơm ngon và mát lành. Hoan hô bạn dê con đã vâng lời mẹ, lại còn thông minh, nhanh trí nữa.